Tôi thấy cái chai này sùng cây rất là nhiều luôn nhưng mà chưa bao giờ thử đó. Cho anh em xem, tại vì bo thì bo uống thường thường là bốn rosy đó, cái chai mà hoa hồng gì đó, mâm xôi gì đó, ngọt 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 ngọt. Thì còn đây là Hoveden nhưng mà bản Hoveden trắng, vị lúa mì khác với lúa mạch nha. Lúa mì thì kể đến thì có 1664 nè, cũng là lúa mì nè. Gần đây nhất thì Tiger cũng vừa cho ra cái một cái dòng bia lúa mì của Tiger cũng có vị cam na ná na ná. Thì ok, tới trên này sẵn lên luôn chứ sao giờ, trước khi thầy tâm của tôi xịn. Review tới bia này hả? Bia này sáu lạc hơn bia Sài Gòn nãy phải không ta? Màu khác đúng không? Ừ, cái màu nó giống như là chanh dây, chanh nước cam. Nước chanh nước cam gì đó. Màu giống nước chanh. Đúng rồi, nước chanh. Uống này vô không biết có giải đủ không hay là mình xỉn luôn. Mát cảm giác là mùi, mùi, mùi nó quỷ vậy. Nó vẫn ra mùi bia thôi. Nhưng mà kiểu thấy nó ra sao ta? Nó ra cái mùi rất là Phạm Văn Đồng luôn. Chơi đi. Sao nghe mùi cam quýt trong này vậy? Không, không nghe mùi cam quýt. Nó là cái mùi gì vậy ta? Quen không? Quen. Mùi xả hả? Không. Mùi không phải sạn. Điên quá. Sạn bị cháy á. Bia này tao thấy như là cái chai kia tao thấy sao? Nếu mà so với bia lần thứ 3 này á, bia gì? Hoveden. Lấy lại so với Leffe. Thì nó Hoveden thì tôi đánh giá thấp hơn Leffe. Thấp hơn. Ừ. Thì rồi thằng điểm 10 thì cho cái này mấy điểm? Thằng điểm 10 thì cho cái này 5 8. Điểm thôi. Ừ, 5 điểm. lại đi. Đối với Bo thì Bo luôn lấy Sài Gòn với Tiger là mốc 5 điểm. Thì so với cái mốc 5 điểm thì 6 điểm rưỡi không? 5 điểm rồi, 5 điểm bằng tôi thấy cái này thì đúng. Thì ngang ngửa Sài Gòn á. Ngửa Sài Gòn này cho 5.25. Ừ, 5.25, 5.3. Ừ. Còn tại mất tiền hơn xíu. Leffe. Ừ, Leffe ngon hơn cái Hoveden nhiều. Đây là anh em có câu trả lời ha. Giữa hai bia bỉ. Đó, mình không biết mọi người sao, những người biết uống bia thì nó có thể cái cảm nhận nó sẽ khác, nhưng mà đối với mình thì mình đô yếu, cũng ít khi uống bia, cho nên nhưng mà mình thấy cái tất cả nó ngon hơn thôi gia đình nhiều. Giống Tâm kêu là thằng Hậu Gia Đình, cái lúa mì này nó giống ná Sài Gòn, giống nhái thôi á. Giống hàng pha ke của Sài Gòn nhưng mà được thêm cái vị béo nữa thôi. Ngoài cái mất tiền ra thì chẳng được cái gì. Rồi tiếp theo thì cái bia tiếp theo thì nãy giờ quên bỏ trong kia. Rồi sẵn mời Tâm giới thiệu luôn đi. Cái tên thì hoàng quá đi biết. Cái này gặp sao ta? Không biết. San Mít Mít Gua hả? Để Google dịch đi ha. Ok. San Miguel. San Miguel. Vị vải. Đây là bia San Miguel vị vải. Trong cái thời gian mình với Bo đi kiếm cái Leffe là lúc chưa có thì mình lấy luôn hai lon này. Mình thấy nó có vị vải. Thật là vải, cảm giác hôm nay cũng thật là vải anh em à. Nên là thôi cái bia này chỉ có 3 độ thôi. Để mình thử trước nha. Đúng, nó có mùi vải. Vải. Đúng vải luôn. Nó như là mùi, giống như là nếu mà mình chưa uống đi ha, mình không biết nó là bia đi, thì nó y chang là lại nước ngọt vải. Bây giờ mình uống thử cái, để mình uống hết cái Hoveden này ra. Nãy đưa Tâm đi 3 loại bia khác nhau, chắc 4 loại bia. Ngày mai là Tâm ngủ tới 3 giờ chiều. Tâm ngủ 3 chiều. Hôm bữa có 3 shot trigger thôi, Tâm ngủ tới 11, 12 giờ chưa rồi. Xíu nữa vô thì có thể là Bo sẽ edit video này luôn. Tại vì đang còn rảnh quá không biết làm gì. Đô Bo thì
có thể gọi là đồ bức tử. Tại vì anh em nào mà ở vùng có muốn đến vùng thành phố đồ ngoại ô nhưng mà nó ở xa Hóc Môn này á, cũng muốn đến Hóc Môn này kinh Trung ương nè, Bo viện luôn. Đó là Bo sẽ tiếp anh em tới 8 sáng. Bất tử đây là cứ bất kể người nào tung tới tôi là tôi chết á. Chứ không phải là bất tử theo kiểu là không chấp hết mọi đối thủ đâu, uống hoài không xỉn đâu. Đi này nó phải đi. Thấy mặt tôi đỏ không? Đại máu thứ 6 á. Chứ không gì hết. Chưa. À. Không, cái này nhận ra vị vải thiệt. Nó giống như là nước vải có cồn vậy thôi. Cồn mà cồn nhẹ. Nhưng mà không kiểu jumbo. Đúng rồi, nó không kiểu jumbo nha. Cái này nó đúng kiểu vừa lạc. Nó lạc xong rồi nó có mùi vải nữa. Thơm mùi vải. Ổn á. Cái này nếu mà những người đô yếu như mình uống thì ổn. Tôi thấy hợp với nữ nè. Nữ chắc có dễ hợp. Nhưng mà này ok, cô kè đó. Cái vị này cũng khá là được anh em ạ. À. Ba độ, giữa ba độ còn. Không thì anh em bia này bo nãy bo đi trong cũng Bách Hóa Xanh thôi. Thì thấy cái bia này thì để thử coi nó cái vị nó ok la không, nhưng mà cũng được lắm anh em. Uống thơm bị vải lắm, nhẹ nhàng. Không có gì hết. Hết tiền. Cho nên là mấy ông hãy mua rượu cho tôi đi. Rượu như tôi thì mấy ông được có rượu uống, tôi cũng có tiền để chở cái nhã đi em.